Vâng, xin trân trọng chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Audio Hải Dương. Tự hào chúng tôi là một trong những đơn vị siêu thị điện máy ở khu vực Hải Dương và cũng là một trong những trung tâm cung cấp radio cassette hàng đầu ở khu vực phía Bắc. Chúng tôi là một trong đơn vị bán rất đa dạng về các chủng loại, các sản phẩm và những hàng chúng tôi cung cấp ra là những hàng tuyển chọn. Và hôm nay thì cũng là một ngày Chủ nhật. Xin phép được giới thiệu các bác và anh em. Chỉ còn có một tuần nữa là Tết rồi. Một chiếc radio cassette nằm trong top hiếm và con này là một trong những con hàng giới hạn, sản xuất rất là giới hạn và được tuyển chọn ở tình trạng là đẹp, long lanh cành đào, xuất sắc luôn các bác nhé. Vâng, trước mắt các bác thì đây là một trong những con đài tôi đang muốn giới thiệu các bác, là con đài gì? Đó là con đài Sharp GF1000. Con này là một trong những con bản hạn chế, bản cuối cùng, cho nên là số lượng sản xuất ra trên toàn cầu rất là hiếm và con này thực sự kiếm được những con được đẹp và được mới như những con này thì không phải là nhiều. Ở trên Việt Nam thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Và những cái con này chúng tôi sẽ cung cấp cái giá ra thị trường rất là hợp lý so với rất nhiều kênh bán. Bởi vì con 1000 thì rất nhiều kênh bán các bác nha. Đấy. Thế nhưng mà cái giá thành nó khác nhau và quan trọng là cái chất lượng sản phẩm cũng không giống nhau. Đây, tôi sẽ quay rất là chậm để các bác có thể tiện theo dõi đấy. Tôi sẽ có những video chi tiết hơn nữa để tôi xin phép được giới thiệu sơ qua. Đây các bác có thể thấy đấy, toàn bộ các cái phần mặt tiền của em nó này quá đẹp các bác nhỉ. Đây hệ thống phím nút các bác này đấy, mới keng sờ beng luôn đó, phím nút loa diềm loa các bác nhìn thấy chưa. Đây tất cả những cái này không một tì vết nào luôn, tất cả không một tì vết nào luôn, nó giữ được quá là cẩn thận luôn. Tất cả những cái loa của 1000 thì bao giờ nó có một cái chỉ bằng vàng này, thì đấy là cái loa zin của nó các bác nhé. Một cái đài các bác khi mua cái đài những cái dòng bản hạn chế hoặc những bản đặc biệt thì các bác quan tâm nhất là cái cặp loa đấy, cái cặp loa các bác nhìn thấy chưa, các cái lõn của nó sáng quắc soi gương như mới tinh và loa nó quá đẹp luôn đấy. Những cái con như thế này xứng đáng với các bác sưu tầm. Em này thì xin phép tôi sẽ quay cơ bản, tôi sẽ không quay sơ zin bởi vì những cái con này phần lớn là các bác hay mang đi tặng, hay mang đi tặng cho nên là tôi rất hạn chế. Bác nào quan tâm tôi sẽ cung cấp sơ zin cho các bác. Đây các bác nhìn thấy từ cái tay của nó anten zin 100% hết. Và con này thì được bảo dưỡng cực kỳ kỹ, nhờ chất lượng âm thanh của nó tuyệt vời. Cái đèn này thì đã được thiết kế sang một cái đèn màu xanh dương rất là đẹp các bác nhé, để cho nó phù hợp với cái 1000. Các bác để ý tinh những cái con đài 1000 đẹp ấy, thì đầu tiên là cái hệ thống loa này nhá, là đầu tiên. Sau đó là các bác để ý tinh cái phần cơ băng này, nó phải trong. Đấy. Và cái phần mặt này nó phải xanh, càng xanh thì nó càng mới, có những con nó bạc thì nó không còn xanh như này nữa đấy. Còn đương nhiên các hệ thống phím nút vào mặt thì nó là đương nhiên rồi, mà nó sẽ liên quan đến tầm tiền. Và con này thì cái phân khúc giá nó cũng rất là dễ chịu các bác nha, tôi sẽ báo giá để các bác cân cái con này với các cái shop khác người ta cung cấp ra đấy, các bác thử cân xem cái giá thành cung cấp ra nó như thế nào. Đây tôi sẽ tiến hành test để các bác sẽ thấy luôn này, đèn radio của nó này. Và rất hay, mang tính khái quát cao, trong đó chứa đựng những thành tựu của một năm đã qua và mang tính chất hịch, có ý nghĩa chiến lược cho năm tới và các năm sau. Phải phủ nhạc làm sao để giữ được tứ thơ, hồn thơ, quyện được vào chặng đường lịch sử của quân và dân ta ở cả hai miền Nam Bắc mà người đã khẳng định trong thơ chúc Tết Kỷ Dậu 1969. Phổ nhạc cho thể thơ lục bát 68 cực kỳ khó. Từ trước tới nay, rất ít nhạc sĩ phổ nhạc thành công. Tôi đã cố gắng tối đa, coi đó là niềm vinh dự được phủ thơ của Chủ tịch nước, là nguồn động viên cuộc đời người sáng tác nhạc. Chương trình phát thanh Tết Kỷ Dậu năm 1969 thật trang nghiêm và rạo rực phấn chấn tâm hồn. Sau lời chúc Tết của Hồ Chủ tịch, bài hát phổ thơ của nhạc sĩ Huy Thục tiến lên chiến sĩ đồng bào lại vang lên như thôi thúc, như sục giã quân dân cả nước. Một niềm vui và hạnh phúc trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Huy Thục là phổ nhạc thành công hai bài thơ chúc Tết của Bác Hồ, Xuân 68 và Xuân 69. Hai bài thơ cuối cùng trong số 22. Thực ra tiếng con này thì nó cực kỳ phê, nhưng quan trọng nhất là cái bảo dưỡng các bác nhá. Cái con này nếu như ai bảo dưỡng kỹ và kỳ công thì cái chất lượng âm thanh rất là hay. Bởi vì thực ra các bác phải biết rằng có những cái linh kiện vật liệu bị lão hóa theo thời gian, kể cả các bác không dùng. Đấy, thế nhưng tôi khẳng định rằng để có được cái chất âm như con này
thì tôi khẳng định rằng rất ít shop làm được. Tôi khẳng định các bác luôn. Tại sao? Bởi vì cái chất âm của nó rất trầm ấm và rất chuẩn âm thanh. Không có một tiếng động về cái vấn đề là bị ù ì rú rít gì hết. Các bác nghe tinh ý chưa? Đây tôi vặn nhỏ lại này. Và cái quan trọng nhất là cái hệ thống chiết áp này các bác này. Được tháo ra cẩn thận, bảo dưỡng sạch sẽ, chứ không phải là phịt dung dịch vào như một số các cái chỗ người ta vẫn làm. Thì cái này các bác mới giữ được cái độ bền cực cao. Các bác lưu ý nhá. Đấy là cái rất quan trọng luôn. Ví dụ như các cái chiến áp của tôi đã bảo dưỡng thì các bác yên tâm là vặn không một tiếng động luôn. Đấy, đây các bác này. Loa này. Đấy. Đấy, loa từng bên của các bác nhá. Check bát tất cả mọi cái, tất cả các tính năng không một tí tiếng động luôn. Bởi vì cái bảo dưỡng nó cực kỳ quan trọng, nhất là những con đắt tiền này. Các bác phải lưu ý nhá, cái bảo dưỡng những con đắt tiền này vô cùng quan trọng luôn. Chứ không phải đơn giản đâu ạ. Chứ không phải các bác cứ nghĩ là mua được những con đài nào cũng giống này nào, không phải là mỗi một shop có một tiêu chuẩn bảo dưỡng bảo trì khác nhau. Nhưng tôi sẽ khẳng định rằng tôi là một trong những người bảo dưỡng kỹ nhất Việt Nam. Các bác cứ phải đi tìm rất nhiều xem, tháo một con đài xem, không chỗ nào bảo dưỡng kỹ bằng tôi. Tôi khẳng định luôn. Đấy. Cho nên là có những sản phẩm chênh mếch 500 1 triệu nhưng có những sản phẩm lại còn rẻ hơn. Tại sao? Bởi vì chúng tôi là những đơn vị trực tiếp mua, trực tiếp bảo dưỡng, không qua thành phần trung gian. Còn các bác mua ở những cái shop, đại đa số, tôi không nói là tất cả, nhưng tầm 90% là người ta để mua lại hết. Người ta không có kỹ thuật và người ta đều là không phải là người thợ. Thì đấy là cái để tôi nhấn mạnh để các bác có những cái sự cân nhắc khi bỏ đồng tiền ra mua. Đấy. Và những cái con này các bác để ý tinh này, công ty mét đây này. Đấy, ví dụ cái con nào mà nó mới đấy thì công ty mét của nó còn mới keng này luôn các bác nhé. Đấy, còn có những con nó tự yên nó bị mờ, bị ố đi thì những con rất cũ rồi. Rất cũ rồi các bác nhé. Và những cái ổ AV thế. Đây, tôi cho các bác xem cái ổ AV này. Đấy là những cái tiêu chuẩn rất quan trọng để liên quan đến cái độ đẹp của sản phẩm các bác nhé. Đây, ví dụ như ổ AV các bác nhìn này. Đây. Đấy, nó mới như này cơ mà. Đấy, tôi quay. Đây, các bác nhìn thấy cái ốc của nó này. Đấy, nó mới như này cơ mà. Đây này, tất cả các ổ AV nó rất mới. Đây, hoặc là cái này này các bác này. 10 con nhưng 11 thì đều bị oxy hóa hoặc can hoặc cái anten. Đấy, các bác để ý tinh nhé. Thế nhưng các cái sản phẩm của chúng tôi thì từ cái anten, từ con ốc anten đều rất mới. Đây là cái khác biệt của cái tiêu chuẩn chất lượng, cho nó sẽ liên quan đến cái giá thành. Đấy, nhưng rất nhiều những sản phẩm các bác mua đây thì lại rất hợp lý. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi là những đơn vị cung cấp rất là lớn. Đấy, đây là những cái yếu tố để tôi chỉ dẫn để các bác có những cái sự chọn lựa cân nhắc. Và cái video này tôi mang chất là giới thiệu nhiều hơn là quay chi tiết các bác nhé. Đây thì cái tôi sẽ test thêm cái phần cassette các bác nhé. Đến đúng vào thời khắc giao thừa, đồng bào và chiến sĩ cả nước lại hồi hộp mở ra tiếng nó thích nữa các bạn, nghe tiếng khoái tai lắm. Chúng ta cùng nghe bài viết về cái tết đầu tiên. Đây là cái phần to nhỏ các bác này, cân bằng loa này, check này, bát này. Đây là cái phần chỉnh tốc độ của cái sợi băng cửa 1, tức là cái tốc độ nhanh của cửa 1. Và đây là chỉnh micro và vang nhại các bác nhé. Đấy, còn trên cái này là chỉnh ghi. Còn đây là các cái chế độ chỉnh băng từ, thế rồi chế độ ghi sang nhau, rồi cái chế độ âm thanh. Rồi kích bát đây các bác này. Đấy. Còn đây là cho chạy cửa 1, cửa 2. Về tính năng này để trộn các bác nhá, để trộn âm thanh vang và vừa radio vừa cassette. Còn đây là fiction là chọn radio cassette line in. Thì đấy là các cái tính năng cần thiết nhất. Còn đây là cái nút này, nút để tìm bài các bác này. Các bác để ý tinh này, 10 con thì cái 9 con là cái nút này nó rất hay bị oxy hóa các bác nhá. Đây này, tôi cho các bác xem. Đây này. Đấy, nó hay bị oxy hóa, thế nhưng cái con này của tôi thì không một tí vết luôn, khẳng định luôn. Đấy là những cái tiêu chuẩn đấy. 47. Mùa xuân đầu tiên Bác Hồ đọc thơ chúc Tết đồng bào và chiến sĩ cả. Đây, phần cassette các bác này. Các bác nghe không? Cái từ nó lép như thế mà đôi tôi tăng in những cái băng ít tiền các bác nhé. Mà từ nó lép như thế. Chứ không chạy những băng metan hay băng CO2 các bác nhé. Đây chỉ là chạy băng lốp man bình thường thôi. Các bác nghe tiếng nó sướng như thế cơ mà. Đấy. Cho nên cái tiêu chuẩn âm thanh nó rất quan trọng ở cái người bảo dưỡng và cái chất lượng sản phẩm. Cho nên tại sao tôi nhấn mạnh rằng là có những cái sản phẩm nó bị lão hóa, nhất nhờ các linh kiện về tụ đấy. Linh kiện về tụ rất hay bị lão hóa. Có một số con người ta không thay kỹ là không bao giờ được.
nghe tiếng phê thế cơ mà. Đây, cửa 2. Từ mới lắm, cả hai bên đều mới các bạn. Các bác để ý tinh nhá, cái tiếng đài chuẩn hay không các bác chỉ phải chạy băng phổ thông, tức là băng lốp man bình thường, không chạy những băng chất lượng cao. Đấy thì cái nó phản ánh cái đài nó mới là chuẩn được. Còn nếu bây giờ bác cho cái băng metan này vào mà đúng theo cái tiêu chuẩn metan, đầu tư metan rồi thì không bàn cãi rồi, thì cái đài xấu thì nó cũng lên tiếng hay. Nhưng các bác chạy những băng lốp man này thì đấy là cái tôi chỉ dẫn để các bác lưu ý, là khi mình mua mình để ý. Đấy thì những cái băng thông thường này mà nó lét được tiếng thì khi vào băng metan hoặc cái băng tiêu chuẩn cao thì xin thưa các bác rằng nó lét căng luôn. Đấy, cho nên là mình muốn thử cái chất lượng âm thanh phải thử ở những cái chất lượng bình dân mà nó vẫn hay, thì cái chất lượng sản phẩm đài đấy mới là tốt, các bác lưu ý nhé. Và xin thưa báo giá các bác con này luôn để các bác có sự cân nhắc, và bác nào có quan tâm tôi sẽ quay chi tiết tất cả các yếu tố của nó luôn. Hiện tại con này đang bán cho các bác ở dịp Tết này giá vô cùng hợp lý, đó là 60 triệu các bác nhé. 60 triệu các bác đã có một con đài 1000 cực kỳ đẹp đấy, và con này là một trong con rất xứng đáng để các bác sưu tầm. Có thể trên thị trường rất nhiều chỗ bán lên đến 70 hoặc hơn 70 triệu hoặc gần 70 triệu. Thế nhưng các bác cứ so sánh cái độ đẹp của sản phẩm đấy, độ đẹp của sản phẩm với cái tầm tiền, xem nó có đúng cái giá trị đồng tiền không. Đấy mới là cái quan trọng các bác nhé. Các cụ vẫn nói là tiền nào của đấy, các bác lưu ý nhé. Đấy thì đấy là những cái điều tôi rất nhấn mạnh để các bác thực sự thông cảm. Con này tôi đang bán các bác ở dịp Tết này là 60 triệu các bác nhé. Và trung tâm không phải có một con mà trung tâm có đến 4 con 1000 cơ. Chứ đừng nói là hạn chế. Ở chúng tôi có những cái sản phẩm độc lạ mà tôi có rất nhiều. Đấy chứ không phải có ít. Đấy chứ có một số chỗ thì có khi cả một năm không lấy được một con. Đấy nhưng mà chỗ mà tôi có rất nhiều. Hiện tại bây giờ vẫn đang có tiếp tục về các bác nhé. Đấy. Còn 1000 chúng tôi có đến 4 con cơ. Đấy. Và toàn chọn những con rất là đẹp. Ngoài ra thì những cái dòng là sáp 3 con 9. 3 con 9 các bác này. Thế rồi 3 con 7 trung tâm có rất nhiều luôn. Phải nói là có rất nhiều các bác nhé. 3 con 7 như này, chúng tôi có rất nhiều. Đấy. Thì bác nào quan tâm đến những cái hàng này thì bác có thể liên hệ. 3 con 7 chúng tôi có rất nhiều các bác này. Đấy. Rất là nhiều luôn. Ừ. Và các cái sản phẩm khác chúng tôi cũng có rất là nhiều, kể cả những cái dòng đài đĩa than đỏ đỏ, rồi các cái màu khác tôi cũng có rất nhiều các bác nhá. Thì các bác quan tâm, hoặc là những cái dòng loa monitor AV chúng tôi cũng về rất nhiều này, và chúng tôi bán giá rất là hợp lý. Đấy, loa monitor các bác này. Ok, xin phép được tạm thời giới thiệu sơ qua thế để các bác làm một con tên sản phẩm để các bác có thể liên hệ nhé. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bác nhé.